Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tuấn Nhãn Channel. Ngay sau gỡ phong tỏa ngày 9 tháng 8 2021, hôm nay ngày 15 tháng 8 2021, chợ Nhị Quý chính thức mở cửa buôn bán trở lại. Do nhu cầu cung ứng hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, nên Ủy ban Nhân dân xã Nhị Quý đã kết hợp với Ban Quản lý chợ cho chợ Nhị Quý hoạt động trở lại. Trong điều kiện đảm bảo an toàn buôn bán, kiểm soát lưu lượng người ra vào chợ, mật độ các tiểu thương buôn bán và tổ chức mua bán tránh tiếp xúc tối đa giữa người mua và người bán. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả theo thông điệp 5K, Ban Quản lý chợ và Ủy ban đã lên lịch và phát thẻ cho người dân đi chợ như sau: thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ấp Quý Chánh, ấp Quý Thành. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, ấp Quý Phước, Quý Trinh và Quý Lợi. Các ngành hàng phục vụ buôn bán ở chợ như là các thực phẩm tươi sống, rau củ quả và các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân. Mong rằng các hộ tiểu thương và người dân đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để chợ được hoạt động tốt hơn và lâu dài. Và sau đây là một số hình ảnh buôn bán của chợ Nhị Quý sau khi mở cửa hoạt động trở lại. Mời các bạn tham quan. Quay chợ bán lại video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.